Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ luật sư X. Gần đây thì dư luận cũng như là showbiz việc xôn xao về việc hai công ty tranh chấp nhau về cái tên cuộc thi Hoa hậu. Cụ thể ở đây là tôi gọi tắt công ty Minh Khang và công ty Sen Việt. Để dễ dàng hơn cho các bạn theo dõi thì tôi sẽ tóm tắt vụ việc như sau. Công ty Minh Khang đã đăng ký nhãn hiệu, đồng thời là cũng mong muốn tổ chức cuộc thi Hoa hậu với cái tên là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ở chiều ngược lại thì công ty Sen Vàng, sau khi nhận được sự ủy quyền và cho phép khai thác thì công ty Sen Vàng dự tính là tổ chức một cái gọi là Mid Grain International tại Việt Nam. Và khi dịch ra tiếng Việt thì họ muốn là tổ chức cuộc thi với cái tên tương tự công ty Minh Khang đã sử dụng trước đó là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Bởi vì khi dịch ra cái tên đang tương tự nhau nên là công ty Sen Vàng cảm thấy là cái quyền của mình đang bị ảnh hưởng. Và điều này rất dễ gây nhầm lẫn cho truyền thông cũng như là các thí sinh tham gia. Nên là công ty Sen Vàng đã nhiều lần gửi đơn đến công ty Minh Khang yêu cầu là ông nên sửa cái tên này đi, bởi vì việc sử dụng tên này đã xâm phạm đến tôi. Tất nhiên thì phía công ty Minh Khang thì sẽ không đồng ý với quan điểm này, bởi vì phía công ty cho rằng là trước khi mà công ty Minh Khang tổ chức một cuộc thi có tên là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì trước đó chưa ai tổ chức cuộc thi này cả. Và việc sử dụng tên đã được rất nhiều cơ quan có thẩm quyền cho phép, thậm chí sắp tới họ còn tổ chức cái cuộc thi Hoa hậu tại Thanh Hóa nữa cơ, nên họ sẽ không thay đổi. Vì vậy nên rất nhiều cái tác vụ pháp lý đã được đưa ra, đồng thời là hai bên cũng khởi kiện nhau tại tòa. Vậy thì phía cá nhân tôi, quan điểm chủ quan của tôi sẽ là như thế nào? Đầu tiên tôi nghĩ là phải xét đến cái giấy tờ pháp lý của hai bên, đặc biệt ở đây là giấy tờ liên quan đến cục bản quyền tác giả. Hai bên đều đưa ra những cái xác nhận cũng như là văn bằng bảo hộ của cục bản quyền tác giả về cái vấn đề là kịch bản cho cái chương trình Hoa hậu. Mặc dù chương trình Hoa hậu và tên của kịch bản là gần như tương tự nhau, là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tuy nhiên phải khẳng định rằng cái văn bằng bảo hộ mà cục bản quyền cấp ấy là cấp để bảo hộ cho cái kịch bản, cái format chương trình, hay nói cách khác là cách thức tổ chức chương trình Hoa hậu, chứ không phải bảo hộ cho cái tên và mọi người đều được sử dụng độc quyền cái tên này sau khi được cấp văn bằng. Nên là theo tôi, cái văn bằng bảo hộ ở cục bản quyền tác giả nó chỉ mang cái ý nghĩa tham khảo mà thôi. Thứ hai là hai bên cũng đều xuất trình ra những cái đơn cũng như văn bản của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu. Với Minh Khang thì tôi tra cứu thì thấy rằng họ có đăng ký nhãn hiệu với cái tên là Midpeace vào năm 2020. Còn ngược lại về phía công ty Sen Vàng thì họ có được quyền sở hữu cái nhãn hiệu này trong lãnh thổ Việt Nam với cái nhãn hiệu có tên là Mid Grain International. Nhãn hiệu này bản chất không phải thuộc là công ty Sen Vàng mà thuộc sở hữu của công ty có cùng với tên cuộc thi, có trụ sở tại Bangkok, và được cho rằng là công ty có trụ sở tại Bangkok này đã nhượng quyền cho công ty Sen Vàng được quyền là sử dụng, khai thác, đồng thời thương mại hóa cái nhãn hiệu này. Vậy lợi thế của Minh Khang là gì? Minh Khang ở đây có một lợi thế, đó là khi họ đăng ký cái nhãn hiệu Midpeace Việt Nam này thì cái tên nhãn hiệu này khi được dịch ra tên tiếng Việt thì nó tương tự và gần nhất với cái tên là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tuy nhiên có một cái yếu điểm, đó là họ chưa được cấp văn bằng bảo hộ. Ngược lại, phía công ty Sen Vàng thì bản chất nhãn hiệu này không phải thuộc sở hữu của họ, nên họ phải xuất trình ra cái giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho phép họ được khai thác thương mại. Ngoài ra, Mid Grain International ấy, khi dịch ra tiếng Việt nó cũng không hẳn là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Nên nếu nói rằng họ sử dụng cái nhãn hiệu này để cho phép mình được khai thác độc quyền cái tên là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì cũng không hẳn. Cái lợi thế của họ chỉ là họ đã được một cái đơn vị, được một cuộc thi hoa hậu quốc tế họ cho phép sử dụng thương hiệu mà thôi. Thứ ba là ý kiến của hai bên. Với Minh Khang thì họ luôn khẳng định rằng là trước khi họ tổ chức chưa có một cái chương trình nào có cái tên tương tự cả. Còn phía Sen Vàng thì cho rằng là trước đây năm 2017, Mid Grain International đã tổ chức chung kết tại Đà Nẵng và được rất nhiều báo đài đưa tin với cái tiêu đề rằng là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Nên có thể coi rằng là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khi chuyển thể sang Việt Nam sẽ là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Và họ sử dụng cái tên này là được nhà sản xuất cho phép cũng như là hợp pháp nhất. Với quan điểm này thì tôi cũng không đồng ý lắm. Bởi vì sao? Thứ nhất ý, khi dịch ra là Mid Grain International, nó cũng không hẳn là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mà chỉ là do cách dịch dựa trên cái tiêu chí, dựa trên cái mục tiêu cuộc thi Hoa hậu mang lại. Thứ hai, cuộc thi này về bản chất nó còn đang rất non trẻ so với những cuộc thi Hoa hậu thế giới hoặc là những cuộc thi về Hoa hậu hoàn mỹ chẳng hạn. Bởi vì theo tôi tìm hiểu ở trên Wiki thì nó mới có tuổi đời đâu đó khoảng 15-20 năm mà thôi. Và thứ ba, cái nhãn hiệu này nó cũng không hẳn là nhãn hiệu nổi tiếng. Việc được báo đài Việt Nam đưa tin nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật để ép buộc và công nhận rằng là ông được sử dụng cái tên là Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Từ những lý do trên thì tôi thấy rằng là Midpeace
hoàn toàn có cơ sở để mà đấu tranh lại với Midgreen International do là công ty xen vào được nhượng quyền. Vậy thì đứng dưới cái góc độ thí sinh tham gia ấy, thì nên tham gia cuộc thi nào? Bản chất thì có vẻ rằng hai cuộc thi này đều được cơ quan nhà nước cấp phép. Cái khó ở đây ấy, và dẫn đến việc trùng tên ấy, là do hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã quy định những thông tư mà không ghi rõ rằng là cấm sử dụng những cái tên trùng nhau, mà cái tờ đơn để yêu cầu tổ chức một cuộc thi hoa hậu nó chỉ có tên cuộc thi mà thôi. Bởi vì lý do đó nên đã phát sinh trường hợp rằng là hai công ty dự tính tổ chức hai cuộc thi khác nhau nhưng lại có trùng nhau về cái tên. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam là một nhãn hiệu đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp văn bằng bảo hộ năm 2003. Và bởi vì nhãn hiệu này được cấp văn bằng bảo hộ từ rất lâu rồi nên là gần như là những đơn vị mà dự tính tổ chức các cuộc thi hoa hậu thì sẽ phải không được sử dụng. Nên là gần như những đơn vị mà có tính toán rằng là tổ chức cuộc thi hoa hậu thì chắc chắn sẽ né cái tên là Hoa hậu Việt Nam ra. Bởi vì như vậy là vi phạm luật, vi phạm cái bản quyền được Cục Sở hữu trí tuệ người ta cấp và sẽ không được tổ chức. Thế nên chúng ta có những cuộc thi như là Hoa hậu Hoàn Mỹ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất, vân vân và vân vân. Rất nhiều cuộc thi và tất cả các cuộc thi này thì không trùng chỉ bởi vì là họ đã đăng ký chính xác cái tên cuộc thi hoa hậu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Quay trở lại với chủ đề là những thí sinh tham gia nên lựa chọn cái cuộc thi hoa hậu nào trong hai cái công ty mà tổ chức là công ty Minh Khang và công ty Sen Việt. Bản chất thì tôi thấy rằng là tham gia một trong hai thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi, bởi vì là cái việc tranh chấp này theo tôi giải quyết thì nó không đi đến đâu cả. Cùng lắm ấy thì tòa án sẽ đưa ra một cái phán quyết. Cái này dựa trên nhận định chủ quan của tôi là công vẫn giữ cái tên này và thêm cái hậu tố là Midpeace hoặc là Midgreen để phân biệt mà thôi. Điều này ảnh hưởng đôi chút đến cái thí sinh tham gia. Cái giải thì vẫn được công nhận như nhau. Nhưng rõ ràng là với Midgreen thì họ đã được quốc tế, họ đã được một công ty người ta nhượng quyền lại. Và sau này cái việc tham gia Midgreen International, tức là cuộc thi hoa hậu của quốc tế, thì sẽ dễ dàng hơn bởi vì là chính cái công ty đó đã nhượng quyền cho công ty xe vàng và việc mà tham gia nó sẽ chính danh và nó thuận lợi hơn. Tuy nhiên ngược lại, ở phía công ty Minh Khang thì khi tổ chức cuộc thi này được nhà nước cấp phép thì nó cũng là một dạng danh hiệu, và sau này muốn tham gia các cuộc thi hoa hậu quốc tế khác, ví dụ như là cuộc thi hoa hậu thế giới chẳng hạn, thì vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên phải thực hiện những thủ tục và phải có giấy mời từ phía là Hoa hậu Thế giới cơ. Mà dự định dùng cái giải của Việt Nam này và do công ty Minh Khang tổ chức tham gia cuộc thi là Midgreen International ấy, thì tôi nghĩ là khó. Bởi vì nó không cùng một cái ngạch, không được sự ủy quyền của chính cái công ty Midgreen International này, nên nó sẽ khó khăn hơn. Trên đây là quan điểm của tôi về hai cuộc thi Hoa hậu. Ý kiến của bạn thế nào? Có thể comment phía dưới để chúng ta cùng trao đổi. Nếu thấy nội dung hay thì có thể like, subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.